Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trong đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được xác định là bị hại. Theo kết luận giám định của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương, lời nói phát ngôn trong 48 buổi livestream phát sóng trực tiếp của bà Nguyễn Phương Hằng trong 2 năm 2021-2022 có chứa nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân. Từ đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, là bị hại trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra ở tỉnh Bình Dương. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án tới Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối với bà Hằng. Được biết, các cá nhân đứng đơn tố cáo bà Phương Hằng cũng đã được cơ quan điều tra gửi văn bản mời làm việc để thông báo về nội dung kết thúc điều tra vụ án. Bên cạnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đặng Thị Hàn Ni, phóng viên báo Sài Gòn Giải phóng cũng được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định là bị hại. Các hành vi bà Phương Hằng bị các cá nhân tố cáo gồm đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân.